Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ chợ Mỹ Tho, đó chợ hay nằm hướng bên trái mình đó nha. Còn trước mặt mình đó là cầu quay. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay mấy căn nhà mà bỗng có mấy bạn nhờ mình quay giùm. Một căn thì nằm ở ngay chỗ đường Đốc Binh Kiều, một căn thì nằm ngay chỗ đường Phan Bộ Châu, với một căn nhà máy Thái nằm cái hướng đối diện ở trung tâm bảo trợ xã hội ở dưới Tân Mỹ Chánh. Bây giờ hơn 3 giờ rưỡi rồi nha, nhưng mà trời nắng khá là gắt luôn. Các bạn thấy, nhìn thì trong xanh nè. Này mình qua đường ở Đinh Bộ Lĩnh rồi. Đường này thì có mấy cây móng bò nè, hay gọi là hoa ban, nở rất là đã luôn. Cái này là hoa ban tím nè. Có loại hoa ban trắng nhưng mà ở đây mình thấy toàn trồng màu tím không ạ. Ở chỗ này là ngã tư quốc tế cũ. Nào mình phải mình có khỏi quốc tế là ăn cũng được lắm. Mình đi giờ này thì quán nó hơi vắng nha. Khoảng chừng 5 giờ mấy hơn kìa. Lúc đó thì người ta tan ca rồi với đi học rồi về đó. Thì quán nó sẽ đông đông được. Còn không thì bán buổi sáng. Giờ này thì mình đi thì người ta đi làm chưa về đâu, khoảng chừng 4 giờ 15 hoặc 4 giờ rưỡi kìa. Thì lộ nó mới đông đông. Rồi khúc này ba cái móng bò nở rất là đã luôn. Mình thì quen kêu là móng bò nha. Cái tên nó dễ nhớ. Nó nhiều chỗ nó rụng tím đường luôn á. Nó còn phía bên trái mình đó là rạp chiếu phim diễn trường cũ. Giờ nó làm Cineta Mỹ Tho rồi. Nó cũng rạp chiếu phim nha. Cách đây mấy năm thì mình nhớ nó làm siêu thị, hình như là siêu thị Tiền Giang. Ở đó mình cũng hay vô đó mua sách với mua quần áo lắm. Nhưng mà nó ế quá rồi giờ nó đổi sang làm rạp chiếu phim lại rồi. Nó sát bên là nhà Bạch Công Tử. Nhà Bạch Công Tử thì giờ bán cà phê. Còn phía sau là mình nhớ như là nhà văn hóa vậy. Ở sau nó xây cái cơ quan nhà nước cũng vững. Mà cái đường này mình cũng ít đi nên mình cũng không có nhớ rõ nữa. Rồi một bạn nhờ mình quay 72 Đốc Binh Kiều. Để mình quẹo phía này cái. Tại vì cái đường này nó cũng ngắn lắm chứ không có dài nữa. Ở đây số nhỏ nhỏ mà vậy là cái chắc nằm ở hướng sau lưng mình rồi. Nó khu vực phường 2, phường 3 với phường 8 rồi mình thấy nhà mặt tiền nhưng mà xịt khá là nhiều lắm. Không riêng nhà mấy cái phường này nữa, phường khác của Mỹ Tho cũng vậy nữa. Làm như để số cũ hay sao á. Ở đây nè, ngay mặt lộ mà toàn là xịt không à. Có nhà thì người ta cũng không có để số nữa, bởi vì kiếm cũng hơi khó nha. Hoặc là người ta để số tuốt ở phía trong á, người ta đóng cái cửa rào lại cái là nhìn không có ra. Nói đường phố ở Mỹ Tho thì rất là sạch luôn. Gần như là mình thấy mấy bác công nhân là người ta quét suốt à. Còn chỗ nào mà người ta có buôn bán á, thì người ít khi nào thấy rác lắm. Chỉ có mấy cái chỗ mà nhà cửa người ta đóng á, thì mới gặp thôi. Nhưng mà ba cái lá cây đâu mà. Bên trái mình cơ quan mới xây các bạn thấy nè, nhìn rất là bự luôn. Bây giờ thì ủy ban, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế rồi như vậy hết à. Còn phía bên phải mình là của điện lực nha. Quán cà phê bên trái mình cũng khá là đông đó nè. Có cái đường học lạc phía trước mặt mình thì đang làm lộ. Đúng ra thì đang sửa cống. Nó sửa mấy cái nắp cống rồi. Hồi nãy mình đi mình thấy ở trên đường Lê Đại Hành với đường Lê Thị Phỉ cũng đang sửa. Gần như là đường xá Mỹ Tho thì sửa suốt à. Không sửa chỗ này thì cũng sửa chỗ kia. Không làm cống thì cũng thay nắp. Còn không thì trồng cây xanh. Hoặc là làm vỉa hè. Rồi không mà đi ống nước. Đủ kiểu hết. Nhà ở đây mình thấy gần như là không thấy số nguyên. Mình thấy toàn là xịt không à.
Nó với nhiều chỗ nó cũng không có theo thứ tự nha. Số chẵn số lẻ nó cũng nằm lộn xộn hết nè. Thường thường ví dụ như số lẻ nằm bên, số chẵn nằm bên đi. Nhưng mình thấy ở đây nhiều nhà thì chẵn lẻ mình cũng không có phân biệt được luôn đó. Cái đường này rất là yên tĩnh luôn. Mấy cái trục lộ chính thì mấy bạn thấy người ta buôn bán nhiều, chứ đi mấy cái trục lộ phụ vậy nè, thường thường người ta chỉ có bán được cửa sáng hoặc là cửa chiều thôi. Mấy cái chỗ góc đường thì bán cà phê hoặc là bán tạp hóa đâu. Nếu mà gần trường học hoặc là cơ quan nhà nước thì nó đỡ đỡ đường tí. Còn bình thường thì buôn bán mình thấy cũng dân ở trong vùng à. Nè, phía bên phải mình là chùa Chân Minh. Có chùa cũng mới cất lại nha, rất là bự luôn. Ở đây mình chạy gần tới cuối đường rồi mà không có kiếm ra được cái số đó. Chắc đi bữa nào mình sẽ vòng lại. Mình qua đây là qua bên ngay chỗ khu tái định cư của phường 3 rồi. Ở chỗ này hiện giờ nó chẻ lộ, nó phân lô bán nền nha. Nó nhà thì đẹp đẹp lắm à. Nhưng mà mấy cái chỗ mà không có cất nhà đó, mấy bãi đất trống thì rác kinh khủng luôn. Bên ngoài mình là cái công viên nhỏ, nhưng mà nhìn vòng vòng mà cũng rác không à. Nó đặc biệt là mấy cái lùm cây đó, mấy bạn dạch ra là quá trời luôn. Còn bên trái mình nó khỏi nói, ngôi nhà thì rất là đẹp nha. Chỗ nào người ta có buôn bán thì người ta dọn dọn nó đỡ, còn này biết làm sao. Rồi mình sẽ quẹo phải nha. Quẹo trái thì cái hướng ra ngoài cầu Nguyễn Trãi rồi. Nó có một bạn nhờ mình quay một căn nhà trên đường Phan Bội Châu này, là 6B-10. Mới vừa đọc 6B-10 là cứ tưởng nằm trong hẻm không mà, nhưng mà nhà này lại nằm ở mặt tiền nha. Tại vì đường này toàn là xịt không mà. Cái đường này mình thấy gần như là không có thấy số nguyên. Là nằm phía bên phải mình nè, ngay chỗ tiệm tạp hóa. Nó cái chỗ người ta buôn bán nha, nên mình chỉ quay từ xa thôi nha. Nó ngay đầu hẻm luôn. Rồi mình thấy những cái tiệm mà ngay đầu hẻm này nè là bán được đó. Thì mình thấy như giống như là bán sữa. Bán sữa, bán nước ngọt đó. Thường thì những cái tiệm nhỏ nhỏ thì người ta bán lai rai nha. Nếu mà có bỏ mối thì nó sẽ đỡ được tí. Ví dụ như ba cái chỗ bán sữa vậy đó, thì người ta sẽ có thể là liên kết được với trường học đó, mấy cái trường mẫu giáo mầm non rồi đó. Đó, mấy bạn bỏ mối gì thì rất là ngon. Chứ còn bán lẻ thì mình thấy cũng khá là chậm nữa. Tại vì thường mình biết những cái tiệm tập quá lớn đó, người ta bán lẻ ít lắm. Chủ yếu là người ta bỏ mối á. Người ta đi giao một lần đó là rất là ngon luôn. Có khi ngày bán đâu được bao nhiêu khách đâu, chừng mười mấy hai chục người à. Nhưng mà đi bỏ mối vậy là rất là khỏe. Chứ phải cái nhà này mở mình cũng có quay rồi, nay mình đi lại. Nó bây giờ mình sẽ chạy ra đường Học Lạc lại nha. Mình chạy xuống cái hướng Tân Mỹ Chánh. Ở phía trước mặt mình đó là nhà thờ cũng mới xây cất lại, các bạn nhìn rất là đẹp. Nó khúc này thì làm vỉa hè rồi, nay chỉ có làm cống thôi. Chứ mình thấy mấy cái nắp cống ở Mỹ Tho sao mà nó mau hư ghê luôn á. Cái nắp mà hư mình nghĩ cái cống chắc cũng ít khi nào mà nó nguyên vẹn quá. Nó mỗi lần mà làm vậy thì buôn bán nó hơi khó nha, bụi đồ tùm lum hết trơn.
những khúc này thì cây xanh rất là nhiều. Mình thích chạy những cái đường mà có mấy cái cây chầu vậy nè, và là cây sao đen đâu, nhìn rất là đã luôn. Còn bạn nào thích ngắm bông thì đi ra ngoài đường Đinh Bộ Lĩnh hồi nãy. Còn mấy cái bằng lăng thì ở Mỹ Tho hình như nay nở hết rồi. Còn không mấy bạn đi ra ngoài bờ kè của phường 2 đó, ngoài đó thì có mấy cái bông giấy nở cũng được lắm. Đó phía bên trái mình là chợ cũ chứ. Chợ này thì buổi sáng bán được lắm, còn buổi chiều thì nó bán lác đác ở phía ngoài thôi. Với giờ này thì người ta cũng mới bắt đầu người ta dọn ra để người ta bán cửa chiều. Mà bán cửa chiều thường cũng bán ở ngoài lộ đó. Còn buổi sáng thì nó mới đông nhất. Với cái khu vực này thì mình thấy buổi chiều người ta hay bán ăn uống lắm. Quán ăn rất là nhiều. Buổi sáng cũng có nữa nha. Nếu các bạn ăn cháo vịt, hủ tiếu, đồ. Còn không thì ăn dê xào lăn, đồ. Hoặc là mấy cái món nhậu, đồ, món ốc, món hải sản, đồ. Cái khúc này rất là nhiều luôn. Mà giá đây nó cũng bình dân lắm. Cũng như phải, mình có lẩu dê cây nhãn ăn cũng được lắm. Quán này hiểm hở mình có ghé ăn lần. Của một bạn nó dẫn lại, nó quán này cũng lâu năm lắm đây. Quán này hơi nhỏ nha. Thường thường những quán này thì nhỏ nhỏ mà. Có những cái quán mà mới mở thì mấy bạn mới thấy hoành tráng thôi. Cái này nếu mấy bạn đi thẳng thì đi xuống lộ ma nha. Còn này mình sẽ quẹo phải, là đường Thái Sanh Hạnh bây giờ đó. Cái đường này thì rất là rộng. Mà nếu mà tính ra thì đường này chắc chỉ thua đường Hùng Vương thôi. Khu vực này có mấy cái nhà xe nè. Các bạn có đi về chợ gạo và đi về Sài Gòn đó, thì lại đây mua vé. Có hai xe bên trái đang đậu nè. Nhà xe Di Quý, nhà xe Tân Lập Thành. Bây giờ ở Mỹ Tho hoặc là ở Bến Tre mà đi Sài Gòn cũng tiện lắm. Đi ra mấy cái nhà xe này là nó chở lên tới khu vực trung tâm luôn. Thường là khoảng quận 5, quận 6 thôi. Chứ còn mấy bạn đi mấy cái bến xe ngoài thường thường nó chở tới bến xe miền Tây thôi. Rồi phải tốn tiền đi vô một khoảng nữa. Bởi vì nên bây giờ người ta đi xe hoặc là người ta gửi đồ đó, là người ta hay ra những cái nhà xe này. Bởi vì nên bến xe thì mấy bạn thấy càng ngày nó càng ít. Tại vì mỗi lần lũ vô đó thì thu đủ thứ phí hết trơn à. Bởi vì nhiều người ta chạy xe ngoài người ta cũng hạn chế vô đó. Người ta rước khách người ta cũng rước phía ngoài hoặc là gửi đồ cũng vậy đó. Nên bây giờ thì bến xe nó không có sung như ngày xưa. Như thường thường đi ra đó thì bị chèo kéo đồ đủ thứ hết trơn à. Thỉnh thoảng thì có mất đồ rồi đó, nên người ta cũng e ngại cái ngoài đó. Nói nên mình chạy ngược lại ra ngoài đường ở Đinh Bộ Lĩnh nha. Ở đây nếu mà quẹo phải thì cái hướng chạy ngược lên cầu quay hoặc là chợ Mỹ Tho ở đầu clip á, còn nên mình sẽ quẹo trái. Bên phải là Thế Giới Di Động, còn bên trái là FPT. Còn mấy đó thì nó hay mở gần nhau lắm. Rồi khúc này móng bò nở cũng được lắm nè. Cây này mình thấy gần như là nó nở suốt à, mà nó nở lâu dữ lắm. Nó gần như là nó hết bông rồi, mình thấy nó trổ nữa. Nó ra đây là ra trục giao thông chính nha, bởi vì xe cộ với quán nhiều lắm. Mà mình thấy quán ở đây bây giờ người ta đổi chủ rồi cũng lẹ nữa. Với mặt bằng cho thuê bây giờ thì nó cũng nhiều. Cũng như ngày xưa thì nhà người ta ở đi, người ta không có buôn bán vậy. Còn bây giờ người ta ở phía sau hoặc là ở trên lầu, còn phía dưới người ta cho thuê. Còn quán mà đổi chủ nha, bây giờ khỏi nói rồi. Nhưng mà thường thường những cái quán mà mới mở nha, là rất là hoành tráng nha. Đặc biệt là những cái quán của mấy bạn trẻ mở. Nhưng mà mình thấy quán mà trụ lâu nhất thì chỉ có những cái quán người ta bán ở nhà, ví dụ như bán cà phê, trà đá hoặc là bán hút hút thôi. Ở đây mấy bạn quẹo phải ra ngoài cảng cá nha. Mà đi tới đây là nghe mùi cá nồng nặc luôn. Nói mấy bạn thấy mấy cái quán cốc cốc vậy đó. Nhưng thật sự thì nó tồn tại rất là lâu. Còn mà quán càng bự thì mình thấy càng dẹp sớm.
Khúc này ba cái móng bò nở rất là đã luôn. Nó còn phía bên phải mình đó là chùa Trường Sanh nha. Có mấy cái tháp, phía chùa cất lại rất là bự luôn. Có điều cái đường vô chùa mình thấy nó hơi nhỏ thế. Chùa Trường Sanh tháp Liên Hoa, ở phía bên đây nó hơi bự được rồi nè. Còn bên kia làm như nó bị dướng cái nhà dân hay sao á. Nó còn mấy cái hẻm nhỏ nhỏ thì bây giờ nó đã nâng lộ lên hết trơn rồi. Nó mấy cái hẻm ở khu vực này thì mình nhớ như là làm hồi năm rồi. Nâng hẻm với làm cống. Gần như là hẻm nào mà bị ngập là bây giờ người ta sẽ nâng lên hết à. Nó mà nâng hẻm nâng đường lên thì nhà dân là phải nâng cái nền lên. Mình thấy nhiều nhà ngày xưa thì người ta có bọc tam cấp, còn bây giờ nâng riết rồi bây giờ cái mặt nền nhà với cái mặt lộ nhiều khi nó ngang nhau luôn đó. Hoặc có khi thấp hơn cũng có. Hoặc là nhiều nhà người ta nâng nền riết rồi cái nền người ta, cái khoảng từ nền tới trần đó, nó còn có chút xíu à. Đi vô là có cảm giác muốn đụng đầu. Ở phía bên trái mình là lộ ma nha. Nếu bạn quẹo trái thì cái hướng đi về chợ Gò Cát. Bây giờ ngoài đó thì cũng nhà cửa không à. Quẹo ra cái hướng trường cao đẳng hoặc là trường y tế đâu á. Cao đẳng y tế. Còn phía bên trái mình đó là công an tỉnh. Còn bên phải thì mấy cái công ty bự bự không à. Ở đây thì thường gặp mấy công ty mai hoặc là công ty thủy hải sản là bên ba cái xây dựng này. Nằm dọc bờ sông đó nha. Mấy cái đường mà phía bên phải mình là đường quẹo rồi đó. Một hồi công nhân người ta tan ca ra kìa thì cái đường này nó mới đông. Giờ này mình đi cũng còn hơi sớm nữa. Nó khúc này thì bằng lăng. Bằng lăng bên này ra lá không? Ra lá ra trái đâu. Nó quán xá bây giờ mình thấy chỉ có mấy quán cà phê thì có khách lác đác đó. Quán ăn thì người ta cũng mới dọn ra. Hôm hổm có một bạn nhờ mình quay cái quán cơm đối diện với chùa Thanh Quang nè. Để chút xíu mình quên cái này. Bữa hổm mình có quay rồi nhưng mà bữa đó mình đi buổi sáng thì cái quán nó đóng cửa mất tiêu à. Làm như cái tiệm cơm này bán buổi chiều quá nhỉ. Để hồi chạy ngang coi có mình sẽ dừng lại quay chút xíu. Tại vì nó cũng thuận đường. Mấy bạn có coi ở đâu ở Mỹ Tho thì cứ để là bình luận bên dưới nha. Rảnh thì mình sẽ dạo một vòng rồi mình quay luôn. Chứ ở Mỹ Tho thì giờ mình làm cũng gần hết rồi. Chạy cũng gần hết mấy cái đường rồi. Nó phía bên phải mình đó là trường tiểu học Âu Dương Lâm. Trường thì giờ cũng xây cất lại rồi. Bên này có cái bảng chữ đỏ chạy dài nữa. Ngày xưa thì các bạn đó mình hay gặp ở quỹ ban, còn bây giờ thì trường học nhiều trường cũng có. Đó, cái hướng mà mình đang chạy là cái hướng về Gò Công chợ gạo nha. Bây giờ thì nó làm lộ chạy rất là đã luôn. Đi nó cũng tiện nữa. Có điều lúc về thì chạy các bạn cũng chạy cũng canh kỹ kỹ nha. Lúc về hay gặp giao thông đó. Đặc biệt là cái khúc ngay chỗ dòng xe chợ gạo á. Còn mà kiểm tra nồng độ cồn mà hơi hoài khỏi nói là đặc biệt là buổi tối đó. Đi sơ xảy ra là gãi càng liền. Giờ mà đụng vô cái là 7-8 triệu là thấy nhịn đói 2 tháng rồi. Bên phải mình cái chỗ này bán cừ tràm. Nè cái tiệm cơm nằm hướng bên phải mình này nha. Nè người ta đang nướng là bốc khói luôn. Còn sát bên này như là tiệm dây chai vậy. Nó 578 Đinh Bộ Lĩnh. Ở mình chỉ quay được phía ngoài thôi nha. Cái gì này đang nướng thịt. Nó cái mùi rất là thơm luôn. Nghe cái là đói bụng tới rồi. Lúc rề thì mình thấy quán ăn người ta mở ra nhiều lắm.
quán ăn, quán nhậu rồi. Còn mà những cái quán cóc hoặc là quán hủ tiếu gõ hơi khỏi nói nha. Đúng như nhiều người bán bánh mì nướng hay là bán xôi rồi đó, chỉ cần người ta để cái bàn và là cái tủ ở dọc lộ nè, chỗ nào trống trống người ta để người ta bán, đặc biệt là ngã ba ngã tư đâu đó. Còn quán nhậu thôi giờ khỏi nói đi. Mình thấy nhiều người ta thất nghiệp hoặc là người ta làm công ty ra, người ta lãnh cái gói bảo hiểm đó, cái người ta về người ta cương lên người ta mở quán người ta bán. Mở quán thì mình thấy mở ở nhà thì còn quả may, chứ còn mà thuê mặt bằng thì hy hữu lắm. Tại vì mình biết nhiều quán nó bự chảng mà nó cũng phá sản là bình thường. Hiện tại là mấy cái chuỗi lớn đó, bán ăn uống người ta cũng dẹp bớt rồi. Cũng như bữa hổm mình đi vô siêu thị Go vậy đó, ở trong đó có hàng buffet cũng bự lắm, nay cũng dẹp mất tiêu rồi. Còn mấy cái quán nhỏ nhỏ thôi khỏi nói rồi, đổi chủ liên tục. Nó hai bên này hàng quán rất là nhiều nha, đặc biệt là cái hướng bên phải mình nè, đó cá thịt rau cải đồ đủ hết. Tại giờ người ta dọn ra đặng một hồi người ta đón công nhân về. Nói mình qua bên khu vực của xã Tân Mỹ Chánh này, này là cũng của thành phố Mỹ Tho luôn nha. Nói giờ này thì còn hơi nắng nên người ta dọn ra chưa có đủ, chút xíu nữa kìa, chừng 4 giờ kìa, 4 giờ, 4 giờ hơn tí. Chứ giờ ra mấy cái chỗ này mà thấy này, nó nắng kinh đó. Có cây xanh đỡ đỡ. Nè, anh này bán xài, mà xài này cũng rẻ lắm nha, xài với dưa hấu là mình thấy khá là rẻ luôn, với cam nữa. Rồi còn bên phải mình là công ty Mai Tiền Tiến, có công ty khá là lớn. Bây giờ người ta bán thì nhiều khi người ta có xe qua lâm, người ta để lên xe hoặc là người ta đổ dưới cái bãi trống trống rồi người ta bán, không cần phải vô chợ. Còn không người ta để nguyên chiếc xe kéo này đó mà, hoặc là chỗ nào trống trống người ta hại tại miếng thảm người ta bán, bị đuổi thì chạy chỗ khác. Thường thường thì có quen thì xin cái người ta cho à, còn không thì đóng tiền cũng không bao nhiêu. Buôn bán thì chủ yếu là hướng bên phải, bên trái cũng có nhưng mà không bằng, tại vì nó không thuận đường lắm. Ở khúc này thì có một bạn nhờ mình quay một cái căn nhà mái Thái nằm ở cái đường cái chỗ trung tâm bảo trợ xã hội. Mà mình thấy khúc đó thì cái hướng đối diện nó tới hai ba hẻm luôn, không biết là hẻm nào. Thôi kệ, để mình chạy đại. Có bản đồ nó ghi là trung tâm bảo trợ, còn lại đây thì mình thấy nó chỗ đó thì chỉ có cái tỉnh hội người mù thôi. Còn đi xuống chút xíu nữa thì trung tâm công tác xã hội. Nhưng mà cái hướng bên phải mình nó đang mở lộ nha, nó làm cái đường tỉnh dọc bờ sông rất là bự luôn. Nào bên trái mình là tỉnh hội người mù nè, nhưng mà coi trên bản đồ thì nó ghi là trung tâm bảo trợ. Ở phía bên phải có cái hẻm này nhớ mà hổng, như mình có chạy một lần rồi mà kỳ đó là của cái bác kia nhờ quay cái căn nhà, nhưng mà nằm ở hướng bên trái chứ không phải nằm đây. Mình chạy lạc qua đây, các bạn đã nhờ chạy vô 200 m rồi quẹo trái. Bên trái mình là cái chỗ cho thuê gặp cưới này. Nói cái đường này hơi nhỏ nha, quẹo trái chắc quẹo đây quá, quẹo trái qua khoảng 50 m. Nó đây thì bây giờ nhà cửa cũng đặt rọt hết trơn à. Quay căn nhà máy Thái. Ừ, chắc cái nhà bên trái mình quá. Nếu mà tính ra thì nhà này mình thấy đâu có giống mái Thái lắm đâu, cái này giống như là giả Thái thôi. Tại vì cái nhà dài thòn rồi phía trước người ta làm cái mái nhọn nhọn, cái góc nó hơi bị hẹp nha. Tại vì trước cửa nhà mình thấy cũng có người ta ngồi nên mình không có đứng, mình quay được mình đứng xa một tí.
Nó như thấy thì cũng thấy được phía ngoài mà hàng rào đâu bích chịch hết trơn. Rồi cũng đóng cửa rồi. Đi vô mấy cái hẻm mình gặp mấy con chó là ngán tới nữa. Nhiều con nó thấy người lạ là nó sủa sinh tử lửa luôn. Một con thì đỡ nha, một đám là nó hù rồi còn mệt dữ. Không biết là phải cái nhà đó không, chứ tại vì cái đường này nó tới mấy cái hẻm rồi. Chạy chút xíu nữa thì có cái trục lộ lớn nè. Rồi xuống cái nữa mình nhớ có cái hẻm nữa. Khúc này trồng dừa cũng nhiều lắm nha. Lâu lâu mấy bạn sẽ gặp mấy cây dừa lão. Rồi đây cây mít quá trời trái luôn. Rồi cái đường này nó mới mở rộng ra nè. Có cái hướng chạy ra bờ sông. Đây là dự án đường tỉnh 864 nha. Đường dọc sông Tiền. Chạy ra khúc ngoài bờ sông mà nó đang làm. Cái đường này nó hoàn thiện rồi. Vậy rất là rộng luôn. Là mình thấy cái này nó giống như là mốt đi qua bên xã Sơn Đông vậy, là qua bên mẹ Nam Hải đó, là ta đang làm cái cầu chợ gạo ba, là nó kết nối với cái trục này nè, là mốt đi mình không có đi phà lộ Dàm nữa. Còn phía bên trước mặt mình đó là công ta, trung tâm công tác xã hội tỉnh, có nhiều cái tên cơ quan nhà nước mình đọc một lần mình nhớ không nổi nha. Ví dụ như kêu trung tâm xã hội hay là gì đi cho nó dễ, còn một chữ khá là dài. Hoặc là trung tâm bảo trợ đây cũng được. Là phía bên phải mình người ta bán trái cây. Dưa hấu hôm nay mình thấy rẻ lắm. Có chỗ có để 3-4 ngàn ký à. Còn nếu mà xịn xịn thì được 7-8 ngàn. Còn mấy bạn muốn rẻ thì lại mấy cái dừa lớn. Ở đây cũng có cái hẻm vẹo vô để mình vẹo cái đường này. Tại bây giờ thì nhà máy Thái thì phải nói là rất là nhiều. Cũng như cái căn hồi nãy mà cái máy nhọn nhọn vậy. Nếu mà mình thấy thì nó là chỉ giả máy Thái thôi, chứ không có đúng là máy Thái. Tại vì nếu mà nhà máy Thái thì người ta phải vuông vức, nhìn cái kiểu rất là đã. Giờ nhà đó cất là đụng vô là tiền tỷ không. Nó đây dừa không à. Cái này dừa mới trồng nha. Còn bên phải mình dừa lão nè. Ở đây mấy bạn chạy và ngắm mấy cái dừa lão đã lắm. Còn bên trái mình nguyên cái chòm mã luôn. Cái đường này đi buổi tối cũng hơi đổ mồ hôi. Bên trái cái con hẻm nhỏ nhưng mà đang làm lộ rồi, chạy không có được. Nếu mà nhà nó nằm hướng bên trái thì coi như là thua luôn. Rồi để mình vòng lại qua phía bên phải. Hồi nãy nếu mà cái lộ lớn đó, nếu mà chạy vô thì nó cũng có cái hướng quẹo trái, cũng có nhà máy Thái nữa đó. Rồi tại vì cái lộ lớn đó nãy nếu mấy bạn chạy hẳn vô chút xíu thì quẹo trái là ra chỗ ngã ba này nè. Cái này nếu mà đi thẳng luôn thì đường cục nha. Vô nó vô nhà người ta. Ở đây cũng đang làm lộ. Nó nếu mình đi vô 200m mà đi lộ lớn và quẹo trái thì mình thấy có cái nhà máy Thái này là nhìn thấy được nhất. Đó thường nếu mà cất nhà mà đất rộng như nè thì ra cái nhà vuông vức nó đã lắm. Xung quanh thì có giường tường đâu đó. Chứ còn thường là nếu mà nhà phố thì có cái nền không thì cất ra thì nó cũng không có được lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy có điều kiện người ta hay cất nhà máy Thái vậy lắm. Còn không thì cất biệt thự là bình thường. Lâu lâu thì gặp mấy cái dinh thự rồi mới giữ. Hoặc là lâu đài châu Âu luôn. Thường thường mấy cái đó là mấy cái chủ doanh nghiệp thì quả mai mới cất được thôi. Chứ còn dân thường thì cương cái nhà thường lên thôi là nó đổ mồ hôi rồi. Nó này mình quẹo qua lộ lớn nha. Bây giờ mình sẽ chạy ra cái đường dọc bờ sông Tiền cho bạn coi. Giờ nó mới làm chạy cũng đỡ đỡ à. Hồi mấy tháng trước mình có đi một lần thì nó khói bụi mù mịt luôn. Bữa nay chắc có thể là đỡ đỡ được tí. Ngoài đây thì mấy cái doanh nghiệp bự bự nhiều lắm. Ở đây mình thấy làm như là nó làm bên thủy hải sản là nhiều á. Nó còn vòng vòng ở đất vườn không nha, chỉ là dừa. Ở Tân Mỹ Chánh thì giờ thấy trồng dừa hoặc là trồng cỏ, còn không thì trồng bưởi. Đây đi xuống sông Bình đồ, xuống chợ gạo rồi bây giờ thì mình thấy trồng bưởi rất là nhiều. Chợ gạo thì ngày xưa thấy trồng thanh long nhiều, chứ còn bây giờ bắt đầu là có một số ta đang đổi sang trồng bưởi nè, bưởi da xanh. Mà hổm rày thì nước mặn vậy là thấy cũng đổ mồ hôi tới rồi.
Cái này nếu bạn đi thẳng thì đi ra ngoài bờ sông nha, đây đường cụt này, đi thẳng hay chút xíu rồi gặp cái ngã tư, cái đường nó mới mở, vừa hở mình đi thì nó chưa có làm xong, còn bơm cát không à, là cái đường dọc bờ sông đó là cái hướng quẹo lên gần gần cái chỗ lộ ma đó, mà tên khúc đó thì mình thấy doanh nghiệp nhiều quá không biết làm sao lên tới đó đây. Để mình chạy cái đường này, đường này đường cũ nhưng mà chạy chút xíu nó cũng ra cái khúc mở rộng lộ mới nữa. Nếu bây giờ thì mấy cái trục lộ lớn mà nó làm nối liền ra đây là mốt ở đây là nhà cửa sẽ thông nghịch ha. Tôi thấy trồng cỏ cũng nhiều lắm nha, ở đây có cái bãi rác này. Chỗ nào trống trống bây giờ rác không à. Nó giờ nhà máy Thái nhiều lắm, nhà mới cất là đa phần là máy Thái không à, bên trái mình cũng có nè. Khúc này thì dừa lão rất là nhiều, mình nhớ hổm ngay chỗ khúc làm lộ mình có chạy vô nguyên một cái vườn dừa lão đã lắm, để hồi mình chạy lên khu vực này cho bạn coi. Bây giờ thì chạy còn nha, mình sợ vài năm nữa chắc bị đốn rồi quá, tại bữa hổm mình đi ngang mình thấy người ta đang dậm dừa con vô, mà khi dừa con có trái thì mấy cái dừa bự bự như thế nào cũng bị đốn nè, tại vì dừa cao vậy nè hái rất là khó, thường bán dừa khô mà. Ở đây là cái lộ nó mới vừa mở rộng lên nè. Đó này nếu mà bạn quẹo phải thì chạy ngược lại ngã ba nãy nha. Mà khúc bên phải mình thấy mới đổ đá, chạy cũng không im lắm. Rồi còn bên trái này thì nó đỡ đỡ được chút xíu rồi nè. Là máy Thái luôn nè, đó bên trái mình. Đó bạn thấy cái nhà vuông vức nhìn rất là đã nha. Bên phải cũng có nè. Nó bây giờ ở dưới quê người ta có nhà lầu là nhiều lắm. Nhưng mà mình thấy nhà mà nếu mà mấy cái căn mà nó gần gần nhau đó, là cái kiểu nó hay giống nhau lắm, giống như người ta bắt chước nhau hay sao á, thậm chí là nhiều khi cái màu sơn nó cũng vậy nữa. Cái đường này mới mở rộng nên mấy bạn thấy sẽ có nhiều căn nhà người ta bị đập, bị vớt hết cái mỏ cũng có, còn không thì mất nguyên căn cũng có. Nhưng mà lộ này mới làm bắt đầu nhà mới cất nè, bên trái mình nè, nó nhà trọ đó, mặt bằng cho thuê cái mới nổi lên liền luôn. Bên phải cũng vậy nè, này mới đập cái cũng đang sửa luôn á, nói giờ sát lộ là người ta hay làm mặt bằng cho thuê đúng. Rồi bên trái cũng vậy, cái lộ này mới làm đây, làm xong rồi mấy bạn chạy ngang thấy nó còn khác dữ nữa. Nó khúc này dừa rất là nhiều nha, nó là mốt đi qua bên xã Sơn Đông rồi rất là tiện luôn. Nó bên trái mình qua thì dừa nhìn rất là đã luôn, có nhiều cây dừa lão cái dáng rất là đã. Là có bên trái mình giống như là con rắn bò vậy. Giờ làm tới đây rồi nha, cái này khúc này làm như bị vướng cây cầu hay sao á. Bên trái như mấy anh thợ đang nhậu nè, không biết là thợ này là của nhà đó hay là của ngay chỗ làm đường đó. Có mình thấy bài nguyên một mâm và thợ hồ, mình thấy thường thường là chiều là hay nhậu lắm, còn thứ bảy chủ nhật là khỏi nói rồi, thứ bảy chủ nhật là xả cảng luôn, còn chiều ngày thường thế nào cũng phải làm lai rai một. Nó được tới khúc này thôi nha, nó khi mà lộ làm xong các bạn thấy nó sẽ khác lên nữa, lộ mà cứ làm xong là nhà nó sẽ mọc lên kinh lắm. Cái hướng đó mình chạy ngược lại nó hơi bị chói nắng, chạy lên chút xíu mình nhớ có cái đường phía bên phải mình quẹo vô ngắm mấy cây dừa lão đã lắm. Hồi nãy cái chỗ làm đó mình thấy có cái hẻm để quẹo ra ngoài quốc lộ 50 đó, nhưng mà cái đường nó nhìn thấy có chút xíu à, chỉ có cái cầu thấy nhỏ xíu nên mình không có chạy được đó. Đi mấy cái đường nhỏ nhỏ nhiều khi nó bị sự cố của mình. Nhưng
những cái lộ này mình thấy giống như là còn nâng lên nữa, mà thấy cái be lên hai bên nhìn khá là cao nha. Ở đây mình sẽ quay phải nha. Khúc trong đây có mấy cái giường dừa lão nhìn rất là đã luôn. Thường thường thì Bến Tre là xứ dừa, nhưng mà thật sự mình thấy ở Tiền Giang bây giờ cái tỷ lệ người ta trồng dừa có không thua gì Bến Tre đâu, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Diện tích thì không bằng nhưng mà cái khả năng tăng trưởng càng ngày càng nhiều. Ở đây dừa lão nè, ở dưới người ta đang dặm mấy cái dừa con nha, nhưng mà mát quá thì nó phát triển cũng không tốt nữa. Dừa con thì mấy bạn phải mua giống tốt tốt á, thì mấy bạn trồng nó phát triển lẹ lắm, khoảng chừng 1,5 năm là có trái à. Nhưng cái điều nó phải đủ nắng nữa. Ở đây cũng dừa lão nữa. Nó vườn tược thì người ta mần sạch trơn hết trơn à. Nó mấy cái mương nào mà móc thường xuyên đó thì nó sâu á thì nước nó còn. Còn mấy cái mương nào mà ít móc á là nó sẽ bị cạn. Hôm ngày đâu có mưa đâu. Cống thì bị đóng lên đó, tại vì nước mặn mà. Mỹ Tho hôm rày là mặn chát luôn rồi. Nói chung là mặn hồi trước Tết là hồi trước Tết thì còn xài được. Còn hổm rài là bắt đầu là ai mà xài nước bung tên thì cũng hên xui nha. Ở bên mình thì nước bung tên cái khúc của Châu Thành thì đỡ đỡ, còn mà khúc mà sát sát Bình Đại nay cũng mặn chát này. Còn nước sông khỏi nói. Ở đây cũng vừa toàn là dừa lão mà. Mấy cây dừa nhỏ nhỏ ở dưới thì mình thấy nay cũng bự rồi, chắc chừng năm nó chắc bị đốn rồi quá. Nó nhà cửa rất là thưa nha. Có điều vườn nào cũng vậy, người ta mần sạch trơn. Nó nước ở đây thì nó xanh lét hết trơn. Tại giờ bí cống là hết rồi. Bí cống khoảng chừng 3-4 bữa là nước bắt đầu nó trong trong. Còn nước mà xanh xanh vậy nó là cũng khoảng hơn cả tháng rồi. Tại ở đây nhà ít nha, nếu mà nhà đông người ta đổ nước thải sinh hoạt xuống đó là nó bốc mùi là bình thường. Nó cái đường rất là mát luôn. Các bạn nào mà có ngắm cảnh ấy, mình thấy vô khu vực này rất là đã luôn. Ở thân Mỹ Chánh thì bây giờ dừa mà nếu mà đẹp vậy chắc mình thấy khỏi khúc này không à. Mấy vòng vòng phía bên đối diện bên kia lộ bây giờ nó quy hoạch hết trơn rồi. Quy hoạch để bán đất nền. Mấy cái dự án mà lúc trước thì mình thấy bán còn được được nha, có nhà ở nha. Còn những cái dự án mà bán đất nền gần đây thì gần như là bán mắc hay sao. Còn không người ta mua người ta sang tay đó, nên đi ngang thấy được có vài căn nhà còn như toàn là cỏ mà. Mà mỗi lần mà sang tay vậy là giá nó trên trời không. Nó cái lộ hướng sau lưng mình mà làm xong rồi mình nghĩ mà mỗi khúc này chắc cũng đông đúc rồi. Nó cái lộ thì mới làm nha, chạy láng o à. Chứ cái lộ mà lâu năm mình nó sẽ bị cộm cộm chạy khó chịu lắm. Nào, ra khúc này thì nhà cửa đông dần. Thường thường mà nhà ở giường vậy là người ta cất cái nhà rất là bự. Cất thoải mái lắm, khi nhìn cái nhà vuông vức cũng đã nữa. Có điều thì chỉ có ở thôi nha, chứ còn không có buôn bán gì được. Tại vì ở đây thì thường thường dân địa phương đi không à. Bán thì dữ lắm là bán tạp hóa thôi, hoặc là bán bia nước ngọt luôn. Ở đây có trồng xả nữa nè, nó phiên phải mình đó. Còn này ra ngoài trục lộ lớn, bởi vì nhà rất là đông. Ừ, bên phải mình có cái dãy nhà trọ nè. Ở này mình ra ngoài quốc lộ 50 rồi nha. Cái này nếu mấy bạn quẹo trái thì cái hướng đi về chợ Mỹ Tho đó. Còn quẹo phải thì cái hướng đi về chợ gạo. Ở đây quẹo phải chạy chắc chừng vài trăm mét nữa tới cái cổng là tới chợ gạo rồi. Là tới xã Sông Bình rồi. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip khác.